Bảo Khanh xin thân ái kính chào quý vị đến với chương trình Tìm hiểu về địa ốc cùng với Tuyết Nha và Bảo Khanh. Và chúng tôi hy vọng qua chương trình này sẽ giúp cho quý vị hiểu biết thêm về tình hình địa ốc hiện nay để chúng ta có thể thành công hơn trong công việc mua nhà và bán nhà của mình. Mến chào Tuyết Nha. Hơn tiếng nhà chị chào chị Bảo Khanh và tiếng nhà cũng xin trân trọng kính chào tất cả quý khán giả. Kính thưa quý vị, trong những tuần lễ vừa qua thì chúng tôi cũng rất là vui khi mà nhận được nhiều những câu hỏi của quý vị và những cái tâm sự của quý vị liên quan tới rất là nhiều cái lĩnh vực về địa ốc luôn. Thưa quý vị, cũng nhờ nói chuyện với quý khán giả mà chúng tôi lại thấy được là mỗi người lại có một cái hoàn cảnh khác nhau và mỗi người có một cái điều kiện để mua nhà khác nhau, mỗi người có một cái cách nhìn khác nhau về vấn đề mua nhà, phải không chị Khanh? Đúng rồi. Hoặc là khi mà chúng ta mua nhà thôi thì chúng ta lại đặt ra rất là nhiều câu hỏi là căn nhà nào thì mình nên nó phù hợp nhất với mình, hoặc là cái sở thích của mình là như vậy nhưng mà thực tế mình đi xem thì mình lại cảm tình với cái căn nhà Căn nhà kiểu khác, khác, đúng phải rồi. không chị? Thì đúng vậy, là thật sự mình phải biết là cái điều kiện của mình á. Tại vì nhiều người nói thì đương nhiên cái người mà ta góp ý cho mình cũng là cái ý thích của người ta. Đúng rồi, đúng Nhưng rồi. làm sao mình biết, nhưng mà cái thật sự ý thích mình là như Là thế như thế nào thì mình nào? phải nghe ý kiến của người ta nói như thế nào. Mình chỉ là để mình nghiên cứu thêm thôi, rồi Đúng mình rồi. biết được, tìm hiểu là cái ý thích của mình và cái khả năng tiền bạc, Đúng công ăn việc rồi, làm cái mình thế quan nào trọng nhất là để mà mình quyết định. mình là cái người ở, mình là cái người sống trong căn nhà đó và mình là cái người trả tiền Trả tiền mỗi vào căn tháng. nhà đó. Thành thử là cái ý kiến của cá nhân mình và những người mà trực tiếp liên quan tới vấn đề mua nhà là quan trọng nhất. Đúng rồi, thì đúng là trong thời gian qua thì có một khán thính giả cũng đã có gửi một câu hỏi đến là nhiều người nói là mình nên mua một căn mobile home hay là nên mua cái condo để mà làm, để là như là trong thời gian mới bắt đầu mua nhà đó. Thì cái người này mới hỏi là vậy, cho mình hỏi là condo và townhouse nó khác nhau như thế nào mà mình nên chọn loại nào để mua trong cái khả năng của mình. Thì thực sự cái câu hỏi này á, Khanh đã giải thích rất là nhiều lần với khách hàng rồi, với lại các vị khán thính giả này. Tại vì cái thời gian, tức nha, không cái nhớ cái thời gian mà mấy cái show đầu mình nói về cái tiền mà chính phủ cho trợ giúp cho Trợ giúp 10% đó, thì có nhiều khán thính giả hỏi rất là nhiều. Nhưng mà cái giới hạn của cái chương trình đó là chỉ cho mua nhà có 550 ngàn thôi. Thì nhiều người mới nói, trời ơi cô ơi, 550 ngàn thì thời buổi bây giờ mua được cái gì, phải không? Thì lúc đó thì Bảo Khanh cũng có giải thích với họ là thật sự á, 550 ngàn này hiện giờ á, là chỉ mua được cái condo hay là townhouse thôi. Mà cũng tùy thành phố nữa. Tùy thành phố, Chính đúng vì lúc đúng đó đó, người ta mới hỏi, ủa condo với townhouse khác nhau chỗ nào? Thì lúc đó mình cũng giải thích là condo thường thường là nó sẽ cũ hơn townhouse, mà nó hay thường là dính vách với nhau. Thành ra là cái giá của nó là nó sẽ rẻ hơn cái townhouse. Thành ra đúng là như anh này nói á, người ta giới nói góp ý á, là nếu như quý vị mua nhà lần đầu, thường thường lần đầu là mình những giống như là mình chưa có tiền down nhiều. Và cái gì cái job của mình nhiều khi nó cũng chưa có cao, hay là cũng giống là mới bắt đầu mà, một cuộc sống mà mới mua nhà mà an cư lạc nghiệp mà. Thành ra cũng nên bắt đầu là mua một cái condo thôi thì nó rẻ hơn. Townhouse thì nó ít dính vách hơn, tức là nó sẽ mới hơn. Thì thường thường là condo là đa số là xây vào những năm 1970, 80 thôi, còn townhouse á nó mới hơn là bởi vì nó bắt đầu từ năm 2000. Thành ra townhouse lúc nào cũng mắc hơn. Thành ra là đúng là mới đầu á, bắt đầu một sự nghiệp, bắt đầu một an cư lạc nghiệp mua căn nhà, thì tùy theo cái khả năng của mình mà cái vị khách này á quyết định là mình có đủ tiền mà mua townhouse hay là single house hay là condo hay không. Thì Tuyết Nha nghĩ thế nào? Thì thưa chị Bảo Khanh và thưa quý khán thính giả, trong khi mà chúng ta đi tìm nhà đó, thường thường là ai cũng sẽ tìm đầu tiên hết là cái single house trước. Nhưng mà tại vì bởi vì chúng ta mới có những người mới ra trường nè, Mới hoặc bắt là đầu một cuộc mới sống. và mới lập gia đình thì mua một cái căn single house tương đối nó khá là một cái số tiền rất là lớn ngay tại thí dụ như là Orange County hay Los Angeles tại California thì cái số tiền single house nó rất là mắc, cho nên người ta lại nghĩ tới là ồ thôi bây giờ trước mắt là mình cứ mua một cái căn condo hoặc là townhouse trước rồi sau đó mình làm mình dành dụm mình để dành tiền rồi một thời gian sau mình có tiền rồi thì mình lại nhà nó lên giá mình bán cái căn này để mình chuyển qua cái căn khác. Thì đó cũng là một cái suy nghĩ của rất là nhiều người mà trong đó có Tuyết Nha hồi xưa luôn. Và điều mà quý vị quan tâm là thêm cái sự khác biệt giữa condo và townhouse nó như thế nào. Thì quý vị cũng thấy đó, thường á như là chị Bảo Khanh nói là condo nó thường nó dính vách, thì Tuyết Nha xin bổ túc thêm á, là một số quý vị thấy là có những cái khu nhà mà condo nó là tầng trên tầng dưới nữa, thí dụ như là cùng là một cái căn như thế này, một cái building như thế này nó 2-3 tầng nhưng mà mỗi tầng lại là một cái chủ nhà khác nhau.
Thí dụ giống như là mình không chỉ dính hai bên vách mà mình còn dính ở tầng trên hoặc là mình dính ở tầng dưới. Thì tầng mình như vậy, mình mua cái căn condo ở tầng 2 thì mình chỉ ở trong cái căn của condo tầng 2, nó vẫn có là hai phòng ngủ, một phòng tắm hoặc là ba phòng ngủ, hai tắm vân vân. Nhưng mà nó là dính xung quanh như vậy thì đó là cái condo chung chung, hoặc là và nó không có một cái miếng đất nhỏ nhỏ để cho quý vị trồng trọt vân vân, thí dụ vậy. Hoặc là nó phải chung đụng rất nhiều, và thường là người ta lại ít chọn hơn so với cái townhouse, và nó rẻ hơn là townhouse. Còn townhouse thì có một số những trường hợp á, là nó attach cái vách rồi một bên thì nó lại trống ra, tức là thì giống như rồi, hai căn này nó trống cái townhouse á, nếu mà khu đất rộng á thì nó có thể là không dính vách, nhưng nếu không at least cũng hai căn dính vách với nhau, tức là hai căn là dính một vách thôi. Đúng rồi. Hoặc là hồi trước mấy em mua đó là cái căn đó nó không có dính một cái căn nào hết trơn á, tức là nó độc lập một cái căn riêng của nó, nó đúng không rồi. Có dính hai bên luôn, thì cái gì nó cũng có giá của nó, độc lập thì giá thì khác, giá nó dính khác. Một vách giá khác rồi. Còn condo là dính hai vách giá khác, trên lầu dưới lầu giá khác nữa. Rồi nó có một cái vườn nho nhỏ để cho quý vị trồng trọt đằng sau. Thí dụ như vậy, cho nên nó có nhiều cái cách để mà mình phân biệt, nhưng mà nó không có rõ ràng gọi là cái này là condo, cái này là townhouse. Có những căn mình nghĩ nó là townhouse nhưng mà cái title của nó là condo, nó tùy theo khi mà nộp lên trên thành phố người ta sẽ xem xét tùy theo cái builder á, đúng rồi, nó đúng là rồi, khi mà người ta apply lên. Thật sự biết không, có nhiều người nói tại vì để cái title condo á thì cái tụi builder nó sẽ bị được giảm, tức là cái thuế hay cái gì đó, cái giấy tờ nó cũng đơn giản hơn, mà cái tiền đóng này đóng kia nó cũng hơi ít hơn nữa, tại vì nó để là condo. Dạ, nhưng mà ngược lại khi bán á, thì cái giá trị á, thì nó lại không được cái con townhouse. Dạ, đúng không? Cái townhouse đúng rồi, thành thì ra cái nhiều giá bây trị giờ, nó vẫn hơn. Đúng rồi, thành ra nhiều khi bây giờ có nhiều thành phố townhouse nó vẫn để là condo. Cho thành nên ra là tùy theo khi mà cái builder đối với cái city nó approve cho cái title của nguyên cái khu đó là cái gì. Thì khi mà quý vị xem á, quý vị có thể coi hỏi cái người agent cái này được list lên là condo hay là condominium hay là townhouse để quý vị biết rõ hơn. Ngoài ra đó, condo hay townhouse nó đều có một cái điểm chung là quý vị phải trả cái HOA. Thì HOA nó sẽ cover, nó sẽ trả cho những cái tiền như là cắt cỏ, những tiền, những cái gì xung quanh bên ngoài mà community á. Dạ đúng rồi. Thì cái nào mình cũng phải trả hết trơn á, và mỗi tháng như vậy nó sẽ tính từng tháng ngoài cái tiền mortgage mà quý vị phải trả. Đó là cũng là lý do tại sao mà người ta lại thích chọn cái single house, tại vì không có phải trả HOA. Dạ, thì đó là một số những cái điểm chung và điểm riêng. Tuy nhiên cái giá thì nó rẻ hơn. Và quý vị biết bây giờ rất là nhiều cái builder mới họ mua một khu đất trống, họ xây lên thành rất là nhiều condo và townhouse rồi bán mới luôn. Tại vì bây giờ đất chật người đông. Nhưng mà nó xây theo cái kiểu giống như là giờ tức chẳng hạn dưới El Monte á, bây giờ có nhiều khu đất mới xây lắm. Mà bây giờ tầng thi condo mà nhưng mà nó cao lên, đúng rồi. Mà một tầng của nó chỉ 3 căn thôi nó mà nó làm kiểu luxury, đúng, condo đúng, mà luxury đúng rồi. Một tầng chỉ có 3 nhà thôi. Rất là mình sad. Nói là dính vách, thực sự nó không dính vách, nó chỉ dính là ví dụ như căn này ha, đây là cái thang máy. Thành ra rút cuộc căn nhà này với căn nhà này nó không có dính nhau. Nó chỉ là cái thang máy, tầng, rồi bên tầng, kia tầng là lên. Cái tầng giống như là cái lobby để cho mọi người họp hội họp gì ở cái tầng đó đó. Thành ra rút cuộc là tính ra là 3 tầng nó không có, 3 cái phòng đó là không có dính nhau. Mà nhìn rất là đẹp luôn. Rất là đẹp, tại mới mà. Và nhiều người mà giống như nhất là mới ra trường có công ăn việc làm mà cũng ngon ngon này kia đó, 100.000, 200.000 này kia đó, mà thích cái cuộc sống thoải mái riêng tư kiểu mới mẻ đó thì lại thích mua những cái căn này. Thì đúng rồi. Giống như thì, sống thì trẻ mà thích hiện đại. Tức là ví dụ như giờ mình mua nhà là tính như nhà cũ là về là đa số mình cũng phải là remodel đúng lại rồi. Hết rồi. Gắn đèn LED, thay cửa sổ, tại vì cái kiểu cũ nó còn bây cũ giờ lắm. Những cái căn mới mà xây theo dạng condo hoặc townhouse như bây vậy giờ nó làm quý vị sẵn biết hết đẹp rồi. Lắm. Bây giờ xây thí dụ giống như ở dọc đường Beach Boulevard ở đây nè, Beach với lại Lamson này kia đó, quý vị thấy xây hàng loạt lên những cái căn mới và bắt đầu đang rao bán từ cả 1-2 năm trở lại đây. Và quý vị cũng có thể thấy là phòng ốc rất là đẹp, rất là tân trang mới luôn, mà cũng phù hợp giống như là 400 mấy, 500 ngàn, 600 ngàn, 700 ngàn tùy theo cái mức độ mà sang trọng, cái mức độ bao nhiêu phòng ngủ, bao nhiêu phòng tắm và cái độ sang trọng nó như thế nào để cho quý vị lựa chọn hồ bơi mới. Cho nên tuổi trẻ lại là thích. Giống như là chỉ cần có một cái khu mà enjoy cái cuộc sống nè, có cái hồ bơi sang trọng nè, có cái khu để mà nghỉ ngơi đi làm về mà sạch đẹp mới, rồi trong cái phòng tắm có cái bồn jacuzzi này kia vậy đó kiểu vậy. Đúng thì rồi. Một phòng ngủ một phòng tắm người ta cũng chịu. Thật nữa. Ra đa số giới trẻ rất là thích townhouse với condo bây giờ, và loại mới đó. Loại mới. Thì nhưng mà người lớn tuổi, trời ơi, bây giờ tức nha nhớ cái người khách ở Oxnard không?
muốn mua nhà nhưng mà nhất định là không townhouse condo, bởi vì bị cái kẹt HOA. Thành ra đúng là những cái khu mới đó, nhưng mà đúng là phải là những người mà kiểu như thích hưởng thụ á. Tại vì HOA mà những cái khu đó là phải toàn là cỡ 400-500 trở lên không? Đúng rồi, những cái khu mới thì cái HOA rất là mắc. Còn một số những quý vị, như quý vị cũng thấy là nói về condo townhouse mà dọc dọc qua Lido Sài Gòn á, rất là nhiều luôn. Và nhiều người vẫn còn ở đó và không có muốn bán đi. Lý do là tại vì nó thuận tiện trong cái khu đó. Có nhiều người thích bởi vì là hàng xóm, tại vì bây giờ đa số ở những cái thành row á, rất là nhiều. Mình có thể nói nó giống như là nó xây thực sự giống như là apartment vậy đó. Dạ, dạ đúng rồi. Nhưng mà thực ra là condo á, thì những khu đó mọi người sống với nhau á, tại vì Việt Nam không mà. Đúng rồi. Thì rút cuộc người ta lại liên tưởng đến Việt Nam, tại vì Việt Nam như nhà ta không gần nhau đó. Thật ra không dọn đi ở mấy chục năm luôn á. Vâng. Tại vì thấy tình hàng xóm xung quanh. Dạ. Cho nên tới bây giờ thì những cái khu mà condo townhouse vẫn còn rất là có nhiều giá trị. Dạ. Vâng, và thưa quý vị, một số những cái câu trả lời hy vọng là đã giải đáp được thắc mắc của quý khán thính giả dành cho chương trình vừa qua. Chúng tôi sẽ quay trở lại với phần 2 sau phần bảo trợ thương mại. Rất mong quý khán giả đón xem.